chúng tôi muốn có một chương trình Medicare Advantage quan tâm đến chúng tôi. Quan tâm đến văn hóa của chúng tôi. Quan tâm đến các nền tảng giá trị của chúng tôi. Vì chúng tôi tin rằng giữ gìn sức khỏe không chỉ nhờ vào y học. Đó là sự chăm sóc sức khỏe toàn diện. Bởi vì có rất nhiều điều chúng tôi muốn được làm. Rất nhiều điều chúng tôi muốn được trải nghiệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi chọn Clever Care Medicare Advantage HMO Plan. Clever Care khôn khéo dựng nên từ sức khỏe và văn hóa. Thanh Mai xin kính chào quý khán giả của đài IBC. Và hôm nay Thanh Mai lên đây để giới thiệu về hãng Clever Care, hãng bảo hiểm sức khỏe cho những người trên 65 tuổi. Và người ngồi cạnh Thanh Mai là anh Phạm Đình Hiệp, anh là giám đốc tài chính của hãng. Mời Hiệp gửi lời chào đến khán giả. Cảm ơn cô Thanh Mai. Xin chào quý vị khán thính giả của đài IBC TV. Và người ngồi cạnh Hiệp là Fatima. Fatima là đại diện thương vụ của hãng. Mời Fatima gửi lời chào đến khán giả. Dạ thưa Fatima, cũng xin chào khán giả của đài IBC. Hiện bây giờ đó là người ta rất là nói xôn xao về vấn đề là Medicare là gì. Thành ra là Hiệp có thể nói rõ hơn cho khán giả hiểu là những người 65 tuổi thì người ta cần cái gì để mà người ta gia nhập. Cảm ơn cô Thanh Mai. Thì chương trình Medicare đó quý vị là chương trình bảo hiểm y tế của chính phủ liên bang cho những người trên 65 tuổi. Những người nào mà bị bệnh khuyết tật thì cũng được gia nhập vào chương trình của Medicare. Thông thường Medicare sẽ có phần A, phần B và phần D. Thì phần A là về bảo hiểm về y tế, về bệnh viện. Khi quý vị đến 65 tuổi, 3 tháng trước đó hoặc 3 tháng sau trước cái ngày mà quý vị trở thành 65 tuổi đó, thì quý vị có thể gia nhập vào chương trình của Medicare. Quý vị sẽ đương nhiên được phần A. Nhưng mà nếu quý vị muốn đi khám bác sĩ hay làm những thử nghiệm y tế đó, thì quý vị phải gia nhập một cái phần B. Nhưng mà sau khi đó thì quý vị phải là trả thêm một tiền gọi là phần D cho phần về bảo hiểm về thuốc kê toa. Nếu mà quý vị muốn sử dụng thuốc kê toa của bác sĩ thì muốn mua thuốc mà không phải trả tiền nhiều thì quý vị chỉ phải gia nhập vào phần D. Nhưng mà ngoài ra đó thông thường phần D thì quý vị trả thêm một số tiền khoảng 30 mấy đồng cho đến 50 đồng một tháng tùy vào cái chương trình của phần D mà quý vị gia nhập. Tuy nhiên, nếu quý vị gia nhập vào chương trình Medicare Advantage, tức là chương trình bảo hiểm y tế tư nhân, đã có hợp đồng với chính phủ liên bang để bán bảo hiểm về Medicare đó, thì quý vị nếu quý vị có phần A và phần B đó, thì quý vị sẽ gia nhập vào chương trình Medicare Advantage, thì quý vị sẽ được thêm phần D mà không phải cần trả tiền thêm gì hết. Hiện bây giờ đã ở ngoài cộng đồng người ta rất xôn xao về cái chương trình mà ghi danh hàng năm. Thì ghi danh hàng năm là cái gì? Thì Hiệp có thể nói rõ hơn là tại vì người ta nói ô bây giờ thời điểm này là thời điểm ghi danh nè. Đó thì Hiệp có thể nói rõ hơn. Thì thông thường đó quý vị, nếu quý vị gia nhập vào chương trình Medicare Advantage thì mỗi một năm đó quý vị được quyền thay đổi một lần. Là thường thường giai đoạn đó là cái giai đoạn mà ghi danh hàng năm từ ngày 15 tháng 10 cho đến ngày 7 tháng 12. Thì nếu quý vị đang ở một chương trình Medicare Advantage thì quý vị có thể thay đổi chương trình đó qua một cái chương trình khác. Thí dụ như Clever Care là một trong những cái chương trình Medicare Advantage đó. Nếu quý vị muốn thay đổi vào chương trình của Clever Care thì từ một cái chỗ khác tới thì quý vị có thể là ghi danh vào trong cái hạn định là từ ngày 15 tháng 10 cho đến ngày 7 tháng 12. Nhưng mà đặc biệt những người nào mà người ta có Medi-Medi đó thì người ta có quyền chuyển đổi trong năm chứ không phải là đợi tới cuối thì, năm ha? Thì cái đó là điều đặc biệt là đối với những người vừa có Medicare mà vừa có Medicare thông thường người ta gọi là Medi-Medi đó quý vị. Thì cái chương trình đó thì quý vị sẽ được gia nhập hoặc là ra khỏi chương trình Medicare Advantage mỗi một quý một lần. Có nghĩa là thí dụ như quý vị muốn gia nhập vào chương trình của Medicare Advantage nhưng mà quý vị có Medi-Medi, có là vừa có Medicare, vừa Medicare thì cứ mỗi một quý như vậy đó, quý vị có thể gia nhập vào chương trình này mà nếu quý vị không thích thì sang quý sau quý vị có thể thay đổi được chương trình khác. Tức là những người mà có Medi-Medi người ta ưu tiên hơn. Yeah. Còn những người khác đó thì người ta chỉ được đổi một lần thôi. Một lần trong một năm là giữa lúc cuối năm đó. Bây giờ thì muốn hỏi thêm Hiệp là hãng Clever Care nó có những cái điểm đặc biệt là cô Mai rất là thích là nói tiếng Việt phải không? Tức là khi mà quý vị cần bất cứ dịch vụ gì, không hiểu cái gì thì mình gọi vào là mình được các cháu trả lời bằng tiếng Việt Nam. Thành ra cái đó là một cái điểm như là điểm son của hãng Clever Care. Và Thanh Mai cũng được biết là vào thứ sáu này thì là hãng Clever Care sẽ tái khai trương thêm một cái văn phòng phía sau. Tại vì hình như là ở phía trước nó nhỏ quá, thành ra bây giờ nhiều người đến sinh hoạt quá, thành ra bây giờ là ngày thứ sáu này Clever Care sẽ mở thêm một cái văn phòng
tức là nó nối dài từ phía trước dài ra phía sau. Nó nằm ở góc đường Busha, nó là ở đường Busha và đường Bosa. Fatima có thể nói rõ hơn cái địa chỉ đó không? Dạ, cái địa chỉ ở cái trung tâm cộng đồng của Clever Care là 9600 đường Bosa Suite D, nó giữa nhà hàng Lục Đính Ký 2 và tiệm bánh mì Tân Hoàng Hương. Đó thì bây giờ là cho cái mùa này đó, mình có thể ghi danh tới đó, nó sẽ rộng ra cho mình, sẽ người nào mà tới tập yoga người ta cũng có thể tập như thường, và người nào mà có tới đó muốn hiểu thêm về Clever Care cũng có thể tới. Và cái giờ mình mở cửa hình như là cuối tuần luôn, dạ, ngày thứ bảy luôn. Dạ, thường là ngày thứ hai đến ngày thứ sáu thôi, mà dịp này thì là thứ bảy cũng sẽ mở cửa luôn, 9 giờ sáng đến 6 giờ chiều. Muốn hỏi thêm Hiệp là năm tới đó là hãng Clever Care nó có cái chương trình kêu bằng Total Plus. Thì Hiệp có thể nói rõ hơn về cái chương trình này. Dạ, cái chương trình Total Plus, quý vị, là chương trình này đã phục vụ cho những người có bị bệnh mãn tính. Nếu quý vị bị bệnh mãn tính như là bị bệnh tiểu đường, hay là quý vị bị bệnh giống như là bị bệnh là tim mạch, rối loạn tim mạch đó, thì được coi là quý vị bị bệnh mãn tính, thì quý vị gia nhập vào chương trình Total Plus này. Thì cái chương trình Total Plus này đó, nó có những điểm đặc biệt là thí dụ như chúng tôi cho quý vị được tới 1.200 đồng một năm để quý vị có thể dùng để mua thực phẩm, mua sắm thực phẩm. Rồi ngoài ra đó thì chúng tôi còn cho quý vị thêm những cái là phần nếu quý vị mà đau yếu quá mà không có thể mà tự động mà không muốn ăn được đó, thì chúng tôi sẽ cho người đến đem đồ ăn tới tận nhà quý vị. Cái nữa, thêm một thêm nữa đó là thường thường đó, đa số là quý vị mà nếu mà ở nhà một mình, hay là quý vị có thể là có những cái bị bệnh như là hoặc là đường xuống thấp quá, hoặc là bị lên cao huyết áp quá đó, mới có thể bị bất tỉnh đó, thì chúng tôi cho quý vị một cái máy, nó gọi là máy trợ cấp cứu. Thì cái máy này đó, khi quý vị đeo vào trong người đó thì nó nhỏ thôi quý vị, mà quý vị rủi quý vị bị té ngã hay là quý vị bị chóng mặt và bất tỉnh đó, thì quý vị nhấn vào một cái nút vào đó thì sẽ có xe cấp cứu đến tận nhà quý vị để chở quý vị vào trong bệnh viện ngay lập tức. Mà cái máy đó, đó hình như là hồi xưa đó đâu có đâu. Hồi xưa mà những người muốn xài cái máy đó phải mua, người con phải mua cho cha mẹ. Còn bây giờ nếu mà mình gia nhập Clever Care mà mình có những cái bệnh mãn tính thì mình được ưu tiên, bác sĩ cho mình cái máy đó để mình để trong người mình. Khi nào mình có chuyện gì là mình chỉ cần bấm thôi. Và Thanh Mai cũng muốn biết thêm về cái thẻ linh hoạt. Thì muốn hỏi Fatima là Fatima có thể cắt nghĩa cho quý khán giả hiểu rõ hơn về cái thẻ linh hoạt của hãng Clever Care. Dạ, thưa, cái thẻ linh hoạt của Clever Care nó là một cái Clever Care sẽ gửi cho mình một cái Mastercard luôn, là cái credit card đó để mình dùng ăn thua cái chương trình mà mình chọn đó cho năm 2024. So cái cách đầu tiên là đặc biệt cho Clever Care đó là mình có thể mua thuốc đông y. Clever Care là cái hãng đầu tiên ở Mỹ mà cho mình mua mấy cái món như là yến, đông trùng hạ thảo, sâm. Nếu mà mình ở quận Cam á, thì mình có thể tới tiệm Nam Bắc Hãng ngay trên đường Bosa luôn. Hoặc là mình có thể tới tiệm Supermax là của bác sĩ Thương Võ. Hoặc là có cái tiệm tên là Korean Ginseng á, là cái sâm của Đại Hàn á, là mình có thể mua luôn ở quận Cam của mình. Nếu mà mình ở trên Los Angeles thì có cái tiệm tên là TS Emporium. Họ có 5 địa điểm ở trên Los thì mình có thể tới đó mình mua. Nếu không mình không có tiện lái xe lên đó thì mình có thể gọi vô cho cái số điện thoại bằng tiếng Việt của Clever Care luôn. Rồi mấy em nó sẽ order cái món, cái thuốc đông y của mình, người ta sẽ gửi thẳng về nhà cho mình luôn. Cái đó là cách đầu tiên. Rồi cái cách thứ nhì đó là mình có thể tới tiệm như là CVS, Walgreens, Walmart, Rite Aid là 4 tiệm đó để mình mua mấy cái món over the counter, là OTC á cô chú, là giống như mấy cái thuốc mà mình không có cần toa của bác sĩ đó, để mình mua thuốc ho nhẹ, thuốc vitamins, dầu cá, máy đo huyết áp, cái gì mà cho sức khỏe của mình đó, là mình có thể dùng cái thẻ của mình để mình mua. Rồi cái cách thứ ba ha, là mình có thể tới bất cứ cái gym nào mình chọn để mình đi tập thể dục. So mình có thể tới 24 Hour Fitness, Ally Fitness Dream. Mình thích cái chỗ nào là mình tới chỗ đó, hay là người nào mà thích như là tập tennis hoặc là ping pong, đánh ping pong, đánh golf cũng được luôn. Cái này là giống như cho cái sức khỏe mình, cho ăn thua mình. Mình muốn chọn, mình xài cái số tiền của mình sao là tính ăn thua sao mình mà thôi. Trong số tiền đó thôi. Mình nhớ xài trong cái quý đó. Và Thanh Mai cũng muốn hỏi thêm Hiệp là hiện bây giờ hãng Clever Care đã có mặt ở bao nhiêu county của Orange County này nè? Tức là hiện giờ tại California đó quý vị, thì quý vị nếu quý vị cư ngụ trong năm cái địa quận hạt sau đây thì quý vị có thể gia nhập vào chương trình của Clever Care. Đó là Orange County, Los Angeles, San Diego, Riverside và San Bernardino. Là Orange County ha quý vị, Los Angeles, San Diego, Riverside và San Bernardino. Nếu quý vị người Việt nào cư ngụ vào trong cái năm quận hạt này thì quý vị có thể gia nhập vào chương trình
của Clever Care. Và cái nhà thương đó, về sức khỏe những người lớn tuổi thì người ta rất là quan trọng về vấn đề nhà thương. Ừ. Nhà thương nào sẽ lo cho mình đó, thì Hiệp có thể nói rõ là Clever Care mình có là nhà thương nào? Clever Care có trong, thường thường chúng ta có một mạng lưới rất là rộng rãi, như cái nhà các bác sĩ Việt Nam cũng giống như là những cái hệ thống nhà thương lớn. Thì hiện giờ đó thì chúng tôi có một cái hợp đồng với lại một trong những cái hệ thống nhà thương lớn nhất ở đây là Memorial Health System. Thì thường thường ở Orange County mình á, tức là gần Little Sài Gòn, thì có một cái bệnh viện rất là lớn đó, gọi là Orange Coast Memorial. Thì chúng tôi có hợp đồng trực tiếp với những chỗ đó. Thì khi quý vị mà rủ quý vị bị cấp cứu ở đâu thì họ sẽ chuyển về để đó để chăm sóc cho quý vị, để cho bà con thân nhân đến thăm viếng một cách tiện lợi hơn. Là tại vì cái nhà thương đó nó nằm trong gần cái khu Little Sài Gòn, thành ra người Việt Nam mình hầu như là ai cũng biết cái nhà thương đó. Tại vì nhà Thanh Mai cũng ở gần đó đó, thành ra là đi ngang, đi qua đi lại hoài. Mà cái nhà thương nó rất là mới, nó rất là mới, nó rất là hiện đại đó. Và Thanh Mai cũng muốn hỏi thêm là cái ngày khai trương của Clever Care vào thứ sáu này, Fatima có thể nhắc lại một lần nữa để mà cho mọi người cùng biết cái ngày đó. Con sẽ mời, như là Clever Care sẽ mời những ai tới tham dự? Thì là đúng là ngày thứ sáu là 13 Tây á, ngày rất là lucky. thì Clever Care thì bây giờ mở rộng ra đó, rồi mình làm một cái grand reopening ở ngay trên đường Bosa luôn, lúc 10 giờ sáng đến 12 giờ. Đã mời được có Assemblyman Trí Tạ, rồi có Deidre Thu Hà, rồi có chú Michael Võ và cô Nga đã sẽ đến. Sẽ có Múa Lân, rồi cũng nghĩ là sẽ vui lắm. Nếu mà cô chú nào mà rảnh bữa đó đó cứ ghé với Clever Care tham dự. Và kính thưa quý vị, phần nói chuyện của Clever Care đến đây đã hết. Thanh Mai thành thật cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào lần tới. Mời Hiệp gửi lời chào. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chương trình của Clever Care. Thưa Fatima, cũng xin cảm ơn khán giả của đài IBC TV. Chúng tôi muốn có một chương trình Medicare Advantage quan tâm đến chúng tôi, quan tâm đến văn hóa của chúng tôi, quan tâm đến các nền tảng giá trị của chúng tôi. Vì chúng tôi tin rằng giữ gìn sức khỏe không chỉ nhờ vào y học, đó là sự chăm sóc sức khỏe toàn diện. Bởi vì có rất nhiều điều chúng tôi muốn được làm, rất nhiều điều chúng tôi muốn được trải nghiệm. Đó là lý do tại sao chúng tôi chọn Clever Care Medicare Ốc Dân Tích HMO Plan. Clever Care khôn khéo dựng nên từ sức khỏe và văn hóa.